Trong thời đại của cách mạng 4.0, việc sử dụng các thiết bị ghi hình và camera đã trở nên phổ biến, không chỉ tại Pháp mà ở nhiều nơi khác trên thế giới. Tại Việt Nam, việc sử dụng camera để giám sát an ninh cũng ngày càng tăng. Tuy nhiên, sự phổ biến của các thiết bị này đặt ra nhiều câu hỏi về vấn đề bảo mật dữ liệu cá nhân. Người dân thường nhìn thấy camera được gắn ở nhiều nơi khác nhau, từ đường phố đến các cơ sở thương mại và văn phòng công ty. Tình trạng này cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ trong việc quản lý và giám sát trong xã hội hiện đại. Ngoài việc sử dụng camera, việc chấm công bằng vân tay hoặc nhận diện khuôn mặt cũng đã trở thành phần không thể thiếu trong các doanh nghiệp và cơ quan. Điều này có nghĩa là các thông tin cá nhân của người lao động được thu thập và sử dụng một cách thông thường hơn. Tuy nhiên, sự phổ biến của việc thu thập dữ liệu cá nhân cũng đi kèm với các thách thức về bảo mật và quyền riêng tư. Cần phải tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, đặc biệt là luật chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh châu Âu. Quy tắc cơ bản của bảo vệ dữ liệu cá nhân bao gồm tính hợp pháp, có giới hạn và minh bạch trong việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân. Điều này đặt ra một thách thức quan trọng đối với việc quản lý dữ liệu cá nhân trong cuộc cách mạng 4.0. Hãy đảm bảo rằng việc thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn hoàn toàn tuân theo các quy định về bảo vệ dữ liệu và tôn trọng quyền riêng tư của mọi người. Năm 2021, Cơ quan Quốc gia về bảo vệ dữ liệu của Pháp đã khiến Bộ Nội vụ nước này phải đối diện với lỗi vi phạm bảo vệ dữ liệu cá nhân. Lý do là họ lưu trữ dữ liệu vân tay của những người liên quan đến các vụ điều tra quá thời hạn cho phép và không đảm bảo an toàn. Cơ quan này đã đề nghị tiêu hủy dữ liệu được coi là trái phép. Ở Việt Nam, Luật Công nghệ Thông tin 2006 cũng như Luật An toàn Thông tin mạng 2015 đã quy định rõ về thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân. Tuy nhiên, việc tuân thủ các quy định này thường chưa được thực hiện một cách nghiêm túc. Trong trường hợp sử dụng camera gia đình ở Việt Nam, việc lưu trữ dữ liệu trên đám mây thay vì ổ cứng cục bộ đã tạo ra những thách thức mới về an toàn dữ liệu cá nhân. Các vấn đề về việc lưu trữ, quản lý và chia sẻ dữ liệu trên đám mây vẫn chưa có sự giám sát cụ thể. Điều này đã dẫn đến việc dữ liệu từ các camera có thể dễ dàng xuất hiện trên mạng xã hội mà không có sự kiểm soát cụ thể.